và các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Và ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu các em một bộ đồ chơi mới. Đó chính là bộ đồ chơi trang điểm cho công chúa Hàn Quốc Mimi. Giờ chị sẽ bóc ra nè. Wow! Ở bên trong chúng ta sẽ có một tệp hình dán và một quyển sổ. Đây chính là quyển sổ. In rất nhiều hình những nàng công chúa búp bê xinh đẹp Hàn Quốc. Nếu mà bạn nhỏ nào đã từng xem chị Kim Xinh đăng video thì các em sẽ thấy là có một số món đồ chơi trang điểm Hàn Quốc nó cũng có cái hình khá là tương tự như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đồ trang trí như là hạt đá nè. Rồi một sấp, đây là sấp hình dán. Sấp hình dán này sẽ bao gồm nè, phụ kiện. Phụ kiện ở đây có hoa tai, nơ, dây chuyền. Rồi có những hình dán để trang điểm mắt, trang điểm môi. Rất là xinh ha. Và với những cái phụ kiện hình dán như thế này, các em sẽ đỡ được một khâu trong cái phần trang điểm cho búp bê. Và để chơi bộ đồ chơi này, các em hãy chuẩn bị thêm cho mình một số màu nhé. Ở nhà chúng ta có màu nào thì chúng ta sẽ sử dụng màu đó nè. Giờ sẽ bắt đầu đến với việc trang điểm nàng công chúa số 1 nha. Đầu tiên chị sử dụng hộp phấn để đánh phấn nền. Hộp phấn này là chị giữ lại từ cái bộ đồ chơi trước cho nên nó sẽ không có kèm trong hộp đồ chơi ngày hôm nay nha. Tiếp theo là chị sẽ sử dụng sticker hình dán chân mày. Rồi sau đó sẽ là chọn màu mắt. Có rất là nhiều màu mắt ha. Hồng, tím, xanh, nâu. Rồi chị sẽ sử dụng phấn mắt để đánh mắt nè. Ở bộ này, ở lần này thì chị sẽ sử dụng lại những cái phấn còn dư của các bộ trước ha. Búp bê đầu tiên thì chị sẽ sử dụng phấn thôi và những búp bê sau sẽ không cần nữa nhé. Dán nó, các em thấy đó. Nếu mà chúng ta dán cái mi mắt lên là nhìn mắt búp bê rất là to. Sau cùng chị sẽ dán môi. Các em hãy lựa chọn môi của các nàng búp bê rồi dán cho phù hợp. Tiếp theo là đánh phấn má hồng nè. Wow. Và cuối cùng thì chị Chim Xinh sẽ sử dụng bút màu để tô màu tóc và màu áo cho búp bê nhé. Nàng búp bê đầu tiên thì chị sử dụng màu lông. Màu nó sẽ đậm hơn. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà các em sử dụng màu sáp hoặc là màu chì thì khi tô nó sẽ đẹp hơn, nó đỡ để vết hơn nhé. Wow! Điểm thêm một chiếc nơ cài đầu xinh xinh. Vậy là chị đã hoàn thành xong việc trang điểm cho nàng búp bê công chúa đầu tiên rồi nè. Giờ chúng ta sẽ đến với nàng số 2 nhé. Vẫn là đánh phấn nền. Nếu mà bạn nhỏ nào không có hộp phấn này có thể mua riêng, hoặc là các em sẽ để cho làn da của búp bê là màu trắng luôn nhé. Tiếp theo thì chị sẽ sử dụng bút màu sáp để tô màu tóc nè. Thật ra chúng ta trang điểm cho búp bê bằng đồ chơi thì có thể không nhất thiết phải theo thứ tự các bước makeup nhé. Mà các em muốn làm bước nào trước mà thấy tiện là được. Giờ thì chị đang dán chân mày, sau đó chị sẽ dán màu mắt. Chân mày màu nâu sẽ đi kèm với mắt màu nâu luôn. Bạn nhỏ nào muốn sở hữu một bộ đồ chơi trang điểm búp bê và hình dán như thế này, các em có thể gọi điện thoại tới số 0979086789 nhé. Wow, đây các em nhìn nè. Đây là cặp lông mi. Kèm theo đó là người ta đã có cái phần trang điểm ở phần mắt luôn rồi, cho nên chúng ta không cần tô nữa nha. Sau đó, chọn một đôi môi thật xinh xắn để gắn lên cho búp bê. Cuối cùng, điểm chút má hồng nữa nhé. Wow, rất nhanh chóng. Giờ chị sẽ chọn một đôi hoa tai có họa tiết hình trái tim màu xanh ngọc. Sử dụng bút chì màu để tô các đầu móng tay
và bút xếp màu để tô màu áo của công chúa nè. Rất nhanh chóng, hoàn thành xong việc trang điểm rồi, các em cho nàng búp bê này mấy điểm nhỉ? Bình luận ở bên dưới video nha. Nàng công chúa tiếp theo sở hữu một gương mặt khá là hiền. Và cũng giống như các nàng công chúa trước, chị Chim Sinh sẽ đánh nền, phấn nền cho búp bê công chúa. Sau đó, lần này thì chị lại chuyển qua đánh má hồng trước nè. Đó, các em thấy đó, là chúng ta không nhất thiết phải theo các bước make up nhé. Vì đây là một trò chơi, cũng không có giống với việc chúng ta trang điểm trên người thật ha. Cặp chân mày màu đen sẽ đi kèm với một đôi mắt màu đen xám. Giờ sẽ là chọn lông mi nè, màu hồng tím, khá là hợp với cái nền ở phía sau của bê. Kèm thấy đó, chúng ta chỉ cần dán một bên mắt là trông to hơn hẳn mắt còn lại rồi đúng không nè. Wow, khá là xinh nhỉ. Chọn môi màu hồng luôn nha. Wow, giờ chị điểm một cái bông hoa đá ở trên phần bầu mắt của búp bê công chúa, rồi đeo cho nàng ấy một sợi dây chuyền nữa. Trên tóc của nàng ấy đã cài sẵn một cái băng đô, chị sẽ tô màu cam. Còn tóc thì chị lựa chọn là màu đen. Lần này chị sử dụng bút màu xám. Có thể màu nó sẽ lên không đẹp bằng màu lông, nhưng mà tô rất là dễ, phù hợp cho các bạn nào mới bắt đầu tô màu ha. Một đôi hoa tai có cái nơ màu hồng khá là xinh. Vậy là hoàn thành xong việc trang điểm rồi nè. Chị sẽ làm thêm một búp bê nữa nha. Wow, nàng búp bê lần này của chúng ta đang cài trên đầu một vòng hoa hồng rất là xinh. Chị đánh phấn nè. Sau khi đánh phấn xong thì chị đánh má hồng. Má hồng có hai màu là màu hồng và màu cam. Tùy theo sở thích và tông trang điểm thì các em sẽ lựa chọn nha. Lần này chị chọn mắt màu xanh lá cây cho búp bê nè. Và một đôi lông mi đã được đánh sẵn phấn mắt màu cam. Kem chú ý gắn cho khớp để trông mắt sẽ đẹp hơn nhé. Rồi dán một đôi chân mày nữa. Nếu mà các em muốn đẹp hơn thì có thể tỉa lại những cái phần chân mày mà được tóc che phủ. Ở đây để làm đơn giản thì chị Chim Sinh sẽ dán trực tiếp lên luôn và không cần lấy kéo cắt ha. Điểm 2, viên đá màu ngôi sao màu xanh dưới mắt. Giờ chị chuyển qua bước tô màu. Tô màu vòng hoa ở trên tóc của búp bê công chúa. Hoa hồng, màu đỏ, màu hồng và màu tím. Phần tóc thì chị sẽ phối màu đen và màu nâu ha. Cuối cùng chị điểm thêm cho búp bê công chúa một đôi hoa tai. À, còn phần áo nữa. Phần áo lúc này chị sử dụng màu sáp tím. Vậy là đã xong rồi. Các em thấy nàng công chúa búp bê này có xinh không nhỉ? Tiếp theo nha. Wow, lần này chúng ta có một nàng công chúa búp bê với mái tóc dài thẳng và đang cài một cái nơ ở trên tóc. Sau khi đánh lớp phấn xong thì chị sẽ đánh má hồng. Chị đánh má hồng đậm hơn các nàng búp bê trước một chút xíu nè. Rồi dán chân mày. Đây là chân mày màu hồng tím.
lựa chọn một cặp len mắt màu tím cho đồng màu với chân mày nha. Tiếp theo sẽ là lông mi. Tông màu chúng ta đang đi là tông màu tím nên chị vẫn chọn một cặp mi có đánh phấn mắt màu tím nhũ. Phần mi dưới nữa sẽ làm cho đôi mắt trở nên to tròn. Giờ sẽ là môi. Môi hồng. Wow, trông nàng búp bê khá là xinh rồi nhỉ. Nơ đỏ nè. Chị sẽ lựa chọn là tóc màu xanh phối với màu vàng. Rồi sau đó điểm thêm một đôi hoa tai. Các em có thể mua bộ đồ chơi này bằng cách gọi điện thoại tới số 0979 08 6789 nhé, hoặc là ghé cửa hàng đồ chơi trẻ em Chim Xinh nha. Hôm nay chị Chim Xinh chơi thử trước trang điểm cho một số nàng công chúa búp bê thôi, còn quyển sách của chúng ta còn rất là nhiều. Chị sẽ hẹn gặp lại các em trong video sau nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu của chị nha.